Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái dạng kháng sinh Amoxicillin, cái cách mà chúng ta sử dụng nó ở trong thú y và trong thủy sản như thế nào cho nó hiệu quả nhất, cũng như là các cái tác dụng phụ, các cái tương kỵ của nó và một số cái vấn đề đặc biệt lưu ý khi sử dụng Amox. Thì cái bài này rất là quan trọng nhé các bạn, bởi vì cái kháng sinh Amox á, là cái kháng sinh mà chúng ta sử dụng coi như là thường xuyên đối với chăn nuôi, cho nên đó là các bạn phải đặc biệt chú ý về cái bài giảng này. Cái Amoxicillin đó bạn, nó là kháng sinh thuộc nhóm beta lactam, các bạn chú ý nhé, và nó được điều trị các cái dạng bệnh nhiễm trùng mà do vi khuẩn gây ra. Thì kháng sinh nó sẽ điều trị những cái dạng mà do vi khuẩn nhé các bạn, còn virus đó, thì sở dĩ chúng ta sử dụng cái kháng sinh vào trong đó đó để cho nó chống phụ nhiễm thôi, chứ nó không có khả năng mà trị được cái dạng bệnh lý về virus. Các bạn lưu ý giúp tôi nha. Và cái Amox này các bạn, nó thường được sử dụng để điều trị các cái dạng nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm trùng ở đường tiết niệu ở trên chó mèo cũng như ở trên các loài vật khác. Và thường các bạn thì nó sẽ có một cái liều lượng nhất định, cái này thì các bạn xem ở trong cái hướng dẫn của cái nhà sản xuất á, người ta sẽ có quy định cái liều lượng cho từng con vật. Ví dụ như là con bò sát nè, heo, gà, vịt, bò hay là chó, mèo hay là chồn đúng không? Nó sẽ có những cái quy định về cái liều lượng khác nhau. Cho bạn lưu ý cái này nhé. Và Amox mà được dùng qua cái đường uống á bạn, thường thì người ta sẽ làm dưới cái dạng viên nén á, hoặc là người ta có thể làm theo cái dạng hỗn dịch, tức là dạng lỏng để chúng ta tiêm á. Thì các bạn có thể dùng chung với thức ăn cũng được, hoặc bạn dùng riêng cũng được. Tuy nhiên các bạn lưu ý giúp tôi á, là nếu như con vật của chúng ta nó có cái phản xạ nôn ói xảy ra khi mà dùng thuốc mà bụng nó đói á, thì bắt buộc chúng ta dùng cái liều tiếp theo chung với đồ ăn. Bạn lưu ý nhé, có những con nó bị dị ứng khi các bạn cho nó uống không mà cái bụng nó đói á, không có thức ăn gì trong đó, thì nó sẽ bị cái tình trạng là nôn ói. Cho nên là bắt buộc cái liều tiếp theo là chúng ta phải trộn chung thức ăn cho nó, đảm bảo được không có tình trạng nôn ói này. Và lưu ý nha, và chúng ta nên dùng thuốc theo đúng cái chỉ định của bác sĩ thú y hoặc là bác sĩ thủy sản. Tức là người ta chỉ định các bạn dùng 3 ngày hoặc 5 ngày hay là 7 ngày thì các bạn phải dùng đúng liều trình đó, tránh chúng ta ngừng đột ngột. Bởi vì nếu như các bạn ngừng đột ngột á, nó sẽ làm cho vi khuẩn mạnh lên, và có thể chúng ta dùng lại nữa thì cái Amox nó đã bị lợn. Đây là cái vấn đề đặc biệt quan trọng trong các trang trại chăn nuôi cũng như là các bạn mà nuôi trồng thủy sản á, phải chú ý cái vấn đề này nhé. Không phải chúng ta thấy con vật chúng ta nó vừa bớt xuống cái các bạn bỏ liều, các bạn không xài nữa, thì như vậy nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thuốc chúng ta không còn tác dụng. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Và cái Amox của chúng ta đó bạn, nó sẽ có cái tác dụng nhanh chóng trong khoảng 1 đến 2 giờ sau khi các bạn sử dụng. Các bạn lưu ý nhé, tác dụng rất là nhanh. Tuy nhiên các bạn, cái biểu hiện khỏi bệnh của con vật á, nó chậm. Tức là cái Amox này á, nó sẽ làm cái tình trạng bệnh hay là nó tiêu diệt cái vi khuẩn một cách từ từ, cho nên cái tình trạng bệnh lý nó sẽ cải thiện dần dần lên, và các bạn sẽ thấy rõ sau vài ngày sử dụng, chứ không phải là chúng ta sử dụng vô một liều cái là chúng ta thấy nó bớt liền là không có. Vì đó là không có. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé. Thuốc điều trị không chỉ là Amox đó, tất cả những cái dạng khác luôn, thì nó cũng cần phải có cái quá trình để nó hấp thu, và cũng cần để có quá trình để nó tiêu diệt các cái vi khuẩn đích. Cho nên đây là cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý giúp tôi. Và nếu như mà khi bác sĩ mà người ta kê cho các bạn cái liều của Amox này và cho con vật uống á, thì nếu như chúng ta lỡ chúng ta quên một liều đi, ví dụ như là sáng bữa nay ta cho uống rồi sáng bữa sau cho uống lại, nhưng mà chúng ta quên mất tiêu cái liều đó đi, thì các bạn nhớ ra cái liều đó lúc nào các bạn cho nó uống lúc đó. Nhưng mà nếu như mà gần sát với cái liều tiếp theo quá rồi thì các bạn bỏ qua luôn cái liều đó luôn. Cả lưu ý chúng ta uống tiếp định kỳ thêm cái liều đã quy định, rồi sau đó chúng ta quay lại cái lịch dùng thuốc như thông thường. Bạn chú ý nhé. Và đặc biệt là chúng ta đừng nên cho con vật của chúng ta, nhất là con chó con mèo mà các bạn tự mua thuốc về các bạn cho uống, đừng nên cho nó dùng gấp đôi liều. Nó không có kéo dài được đâu các bạn, mà thậm chí nó còn gây độc cho cái con chó mèo chúng ta nữa. Đây là cái vấn đề các bạn
đặc biệt chú ý giúp tôi nhé. Thì hiện tại các bạn trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh trên cá, tôm, lươn, cua. Thì các bạn nào muốn tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học á, thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn về cái AMOC này ở trong thú y á, thì nó sẽ hiệu quả với các cái dạng bệnh lý, tôi ví dụ như là viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm tử cung này, hay là viêm thận, hay là định vị khu vực viêm bàng quang chẳng hạn, hoặc là viêm ruột tiêu chảy, hay là phù đầu do E. coli, hoặc là tình trạng thương hàn, hay là cái tình trạng nhiễm trùng vết thương, hoặc là viêm da có mủ chẳng hạn, ở trên trâu bò, bê nghé, dê cừu, hay là heo, chó mèo, thậm chí là trên chó mèo thì thường thì sẽ điều trị theo cái khuynh hướng là viêm phổi, viêm phế quản, viêm da và mô mềm, cũng như là viêm ruột tiêu chảy các bạn. Còn ở trên gia cầm, ví dụ như là gà hay là vịt chẳng hạn, thì thông thường nó sẽ điều trị các cái dạng như là viêm phổi nè, tụ huyết trùng, sưng phù đầu, thương hàn, bạch lỵ, viêm ruột, hoặc là tiêu chảy phân vàng, phân trắng, phân xanh hoặc là phân sống chẳng hạn, thì cái AMOC nó sẽ điều trị được. Các bạn lưu ý nhé. Còn ở bên cái lĩnh vực thủy sản á bạn, thì đối với con tôm á, thì nó sẽ điều trị các cái dạng phân trắng, phát sáng, cục râu, các dạng cá thì nó sẽ điều trị các cái dạng bệnh lý nhiễm trùng, xuất huyết, hoại tử. Nên nói chung là AMOC này nó sẽ điều trị rất là nhiều những cái dạng bệnh lý ở trên thủy sản lẫn trên thú y. Các bạn lưu ý nha. Và tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm là cái tác dụng phụ của nó các bạn. Thì thông thường khi mà các bạn sử dụng cái AMOC này á, thì nó sẽ có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Ví dụ như là con vật chúng ta nó chán ăn, có thể gặp tình trạng nôn mửa hoặc là tình trạng tiêu chảy, và thậm chí có cái tác dụng phụ nghiêm trọng hơn, bao gồm các cái phản ứng dị ứng đặc trưng bởi cái tình trạng là phát ban trên da. Và lưu ý nhé, ta sử dụng cái AMOC mà chúng ta thấy phát ban trên da, hay là sốt hoặc là sưng mặt khó thở, chúng ta ngừng ngay lập tức và các bạn phải thông báo với bác sĩ thú y hoặc là bác sĩ thủy sản để người ta xem xét đổi lại liệu trình. Và lưu ý nhé, có một số trường hợp là nó dị ứng với cái dạng AMOC này, hoặc là các bạn thấy cái con vật chúng ta nó thắt đều vận động, tức là nó mất đi cái sự phối hợp khi nó đi lại, tức là nó đi mà nó lắc qua lắc lại giống như dạng bị xỉn vậy đó bạn, hoặc là nó chán ăn kéo dài, nhất là ở con mèo, thì các bạn lưu ý đó là cái tác dụng phụ đó, và chúng ta cần phải thông báo ngay cho bác sĩ chúng ta để xem xét đổi lại liệu trình. Và thông thường á bạn, cái AMOC á, nếu như mà cái dạng đơn của nó đó, thì cái tác dụng của nó sẽ trong vòng 24 giờ chúng ta phải lặp lại. Còn nếu như mà các bạn sử dụng nó lâu quá, tức là chúng ta sử dụng nó quá cái liều á, như người ta cho bạn 5 ngày mà các bạn dùng quá lên, các bạn dùng khoảng 1 tuần hoặc là 2 tuần luôn, thì có thể nó sẽ gây ra các cái tình trạng bệnh lý ở trên con vật. Các bạn lưu ý nhé. Đây là tình trạng bệnh lý trên con vật, nhất là ở những con mà bị bệnh gan hay là bệnh thận á, bởi vì cái thuốc nó sẽ đào thải qua những cơ quan đó, nên nó sẽ gây ra cái tình trạng bệnh lý tích tụ tại cơ quan. Mà lưu ý cái vấn đề này nhé. Và một số cái phần đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây nữa đó bạn, là chúng ta không nên sử dụng AMOC cho những con vật bị dị ứng với AMOC và các penicillin hay là cephalosporin hoặc là kháng sinh nhóm beta lactam khác nhé. Các bạn biết nó dị ứng với các nhóm mà chung với AMOC rồi, chúng ta không sử dụng AMOC nữa. Và các bạn không sử dụng cho thỏ nè, chuột lang, sóc hay là chuột đồng và các động vật có vú nhỏ khác nhé các bạn. Và chúng ta không cho vật nuôi bị các cái tình trạng ví dụ là nhiễm trùng máu nè, sóc nè, hoặc các bệnh lý nghiêm trọng sử dụng thuốc qua đường uống. Các bạn lưu ý nhé, bởi vì khi mà sử dụng qua đường uống như vậy nó sẽ gây giảm tác dụng của thuốc, hoặc là nó làm thuốc không có hiệu quả nữa. Và chúng ta phải sử dụng rất thận trọng cái AMOC này ở trên những con vật đang mang thai hoặc là cho con bú. Mặc dù là hiện tại cái AMOC người ta khuyến cáo là an toàn ở trên thú mang thai, tuy nhiên tôi vẫn muốn khuyến cáo với các bạn là chúng ta sử dụng một cách rất thận trọng ở trên những con vật mang thai hoặc cho con bú. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé.
Và chúng ta phải thận trọng khi sử dụng các cái dạng thuốc dùng chung với AMOX. Ví dụ như các bạn dùng các cái dạng thuốc chống vi trùng kiềm khuẩn, các dạng kháng sinh kiềm khuẩn khác, hoặc là các dạng thuốc hóa trị khi bạn đang có liệu trình hóa trị cho con vật chúng ta, hoặc là dạng thuốc chống đông máu, thì chúng ta phải rất thận trọng khi sử dụng chung với AMOX này. Và lưu ý nhé, các bạn ví dụ bên ngoài nhà các bạn sử dụng bất kỳ một cái dạng thuốc nào, ví dụ như là vitamin, chất bổ hay là thảo dược gì đó, thì các bạn cần phải nói với bác sĩ thú y là tôi đang dùng những cái loại này cho các con vật chúng ta, để bác sĩ xem là nó có phù hợp để kết hợp được với cái AMOX này không. Và lưu ý nhé. Và một cái phần rất là quan trọng trong xét nghiệm các bạn, khi các bạn sử dụng AMOX thì nó có thể tương tác làm cho cái gluco ở trong nước tiểu nó gây cái kết quả dương tính giả. Các bạn đặc biệt lưu ý vấn đề này nhé, có thể gây cái kết quả dương tính giả đối với cái xét nghiệm gluco trong nước tiểu. Đây là vấn đề rất là quan trọng để cho các bạn nắm. Đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác cách nhanh nhất, cũng như các bạn chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn bình luận bên dưới để giúp Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương này có các khóa đào tạo về siêu âm, X quang, xương khớp, thuốc và phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân. Các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên trong giờ học, cho nên là chắc chắn sẽ khoa học giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào mà muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ với Zalo hoặc gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hàng về thuốc, con giống, thiết bị phục chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.